người bằng bàn tay khối óc dựng xây cho người tất nguyên bàn tay xoa dịu đau thương cho trẻ mồ côi chén cơm đỡ đói cho người tất bệnh viên thuốc đỡ đau cho người già yếu sức mạnh tinh thần. Cho mây thêm thắm nở áng thơ mênh mông, cho cây vượt mùa đông tươi tắm xanh trong, cho cỏ những vang vang thông dòng chiều đông, cho hoa kết muôn làng thơm hương màu mơ xuân hồng rạng rỡ, cho đất lòng bình đẳng nơi nơi bao người. Trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình AVA Channel 57.7 trong chương trình Phật giáo Giai điệu cuộc sống. Hôm nay Quang Kiều cùng giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng rất là hân hạnh để cùng trở về với quý vị trong cái chương trình âm nhạc Phật giáo ngày hôm nay. Thì vừa rồi quý vị vừa thưởng thức một cái bài hát rất là vui nhộn theo cái thể điệu là disco với sự phần trình diễn rất là vui vẻ sinh động của ban nhạc là The Sunrise Band qua nhạc phẩm là Niềm Vui Cho Đời. Và bài hát này được giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng phổ nhạc và thơ và lời là của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và ni sư Thích Nữ Giới Hương và giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và cũng là người arrangement cho cái chương trình. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay với chủ đề cái bài hát đó nói lên cái sự vị tha, cái lòng
yêu thương, cái niềm vui tươi hạnh phúc, và hãy dâng hiến cho đời cái niềm tin khói cái khói ốc và cái niềm tin yêu thương cao cả. Cuộc sống sẽ trở nên có ý nghĩa vô cùng và sẽ thật là nhiệm màu. Bởi vì khi là nhiều lúc mình ta nghĩ rằng là khi mà mình vui sống thì cho nhiều hơn là nhận. Và chắc chắn rằng nhiều người cũng đồng ý với quan điểm này của Văn Kiều và giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cùng rất là nhiều người nữa. Và tương tự như cái chủ đề ngày hôm nay, kính thưa quý vị, là cái show cũng là cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho anh em của chúng tôi, là đã 55 show rồi. Và chương trình ngày hôm nay sẽ nói về là ngày đề tài là Vía Mẹ Quán Thế Âm Thành Đạo. Và trong cái chương trình Phật giáo này thì mình cũng là cái mừng ngày, kính mừng ngày, ngày 19 tháng 6 năm âm lịch là ngày Vía Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo. Chúng ta đem lại niềm vui cho nhiều người hơn, giúp cho đời biết bớt nhiều cái đau khổ, những cái điều mà coi như là những cái đau lòng ở tất cả khắp mọi nơi và những cái tai ương khổ nạn. Đó là theo nguyện hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và chắc chắn rằng giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng có rất là nhiều tâm tình muốn gửi đến quý khán thính giả. Xin mời anh hãy gửi lời chào đến quý vị đang lắng nghe chương trình. Dạ vâng, trước hết giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài AVA Channel 57.7. Xin chào Hoa hậu Quang Kiều. Dạ vâng, thì để kính mừng cái ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát là ngày 19 tháng 6, ngày Vía Phật Bà Quán Thế Âm Thành Đạo, thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Hoa hậu Quang Kiều cũng lên cái show chương trình ngày hôm nay, cũng có ban nhạc đội Sunrise Band. Cũng có anh Hữu Hưởng và Khi Mai, Tuyết Minh và Quang Kiều cũng như nhạc sĩ Nam Hưng. Thì chúng mình là năm đứa thì cũng vẫn lên như mọi là mọi show. Và hôm nay là cái show thứ ba mà anh em chúng tôi có cái dàn nhạc trống, có trống rồi như thế này. Dạ vâng, thì để kính mừng ngày Vía Bồ Tát Quán Thế Âm không nhất thiết ở rừng trúc, tay cầm cành dương và tịnh bình, mà ngay trong ngay cuộc sống này bạn gặp ai cho bạn sự lắng nghe, sự không sợ hãi, đó đều là một sự hóa hiện của ngài thành đạo. Năm nay là ngày 19 tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão ngày dương lịch sẽ là ngày thứ bảy năm tháng 8 2023. Trong chương trình Phật giáo về điều cuộc sống hôm nay thì chúng tôi xin được mạn phép tán thán ngợi khen công hạnh Quán Thế Âm. Thì Quang Kiều cũng biết là trên cái núi Linh Sơn Điện có cái tượng tôn tượng của Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là bằng đá thật sự, không phải đơn giản. Sẽ nhờ qua luân trường Phốt lên cái đó, và có thể mời Quang Kiều mời một ca sĩ hát cái bài về Quán Thế Âm. Dạ vâng. Dạ, thì để mà ngợi khen công hạnh của Quán Thế Âm thì có rất là nhiều, coi như là nhiều giấy bút mực để mà khen ngợi cái công đức đó. Thì trong cái niềm cảm xúc dân trào thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và ni sư Thích Nữ Giới Hương cũng có làm nên một cái bài thơ là khen ngợi công hạnh Quán Thế Âm. Và được bài hát này được sự trình bày của danh ca Bảo Yến và diễn viên Viên Bảo Anh, thì với sự arrangement của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức bài hát nhé. Người khen bao công hạnh Quán Thế Âm, quán sát âm thanh nhân thế kiếm tầm, nước lửa kêu cầu danh ngài thị hiện, cứu nạn ban vui thoát trốn mê lầm. Lắm thay một vị nữ Bồ Tát xuất hiện, hân hoan lắm thay một vị cổ Phật thị hiện thân nữ nhân. Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm hiếm có giữa trần gian, ngài là Bồ Tát của lòng nhân, ban vui cứu khổ tai nạn.
hiền Quán Thế Âm, tình thương vô bờ đã thể hiện ngàn mắt ngàn tay. Ngài đầy đủ năng lực cứu đời vơi hết khổ đau. Oai lực Quán Thế Âm, ứng hóa 32 thân, cứu mọi loài vạn nguy nan vây khốn. Giữa biển khơi chốn lao tù tam tai trọng bình đều tiêu. Khúc ca ngợi khen Ngài Bồ Tát Quan Âm, con dâng tiếng ca lòng thành cống hạnh Phật Bà Quan Thế Âm. Nguyện cầu Bồ Tát Quan Thế Âm độ khắp chốn quần xanh, nhà nhà đầm ấm hết lòng trì niệm, ban vui cứu khổ tai nạn. Mẹ hiền Quán Thế Âm, tình thương vô bờ đã thể hiện ngàn mắt ngàn tay. Ngài đầy đủ năng lực cứu đời vơi hết khổ đau. Oai lực Quán Thế Âm, ứng hóa 32 thân, cứu mọi loài vạn nguy nan vây khốn. Giữa biển khơi chốn lao tù tam tai trọng bình đều tiêu. Danh Ngài cam lồ tươi mát nở thân tâm. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ta. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ta. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ta. Kính thưa quý vị, thì cái ngày mà Bồ Tát Quán Thế Âm thì không nhất thiết ở, giống như là giáo sư vừa nói, là không phải ở là rừng trúc hay là tay thì cầm cái bình tịnh bình hoặc là cái cành dương liễu. Nhưng mà quý vị ơi, có nhiều người cho rằng nếu như mà người ta, mình đi đâu đó mà mình gặp một cái người mà thấu hiểu được mình, mà tạo cho mình một cái niềm vui hoặc là cái niềm hạnh phúc, hoặc là thông cảm và chia sẻ với mình, thì đó cũng, mình cũng xem như là một cái người là Phật đã Quán Thế rồi. Và không biết là nếu như mà giúp cho mình để không có bớt đi cái sự sợ hãi lo lắng, thì đó là một cái sự hiện diện hiện hóa của Ngài.
Và nhân đề tài ngày hôm nay thì giáo sư có thể cho, tại vì em có nghe nói nhiều về cái từ vía thì không biết là anh có thể giải thích cho mọi người cùng em hiểu không ạ? Thì bây giờ đó, trước khi mình trả lời cái ngày vía đó thì mình để qua cái phần 2 đi. Thì để xong rồi Quang Kiều giới thiệu cho cái bài Lang Thang Bao Kiếp Sống đó. Dạ. Thì mình xin tức là gắn ngọn này để cầu nguyện cho cô giáo sư về thanh nhạc là Ngô Thị Liễu, tức là cô Mỹ An, nghệ danh là Mỹ An, thì từ trần thì xin là để phân u, thành kính phân u trong chương trình âm nhạc Phật giáo về điều cuộc sống, thì bị Nam Hưng là học trò của cổ. Dạ. Trong lúc có thời gian còn ở Việt Nam thì cổ dạy về bên thanh nhạc, thì cổ vừa mới qua đời, thì em là giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và ban học sướng Hải Trường Âm cũng như Hòa Quang Kiều thành kính phân u cùng hương linh cô Ngô Thị Liễu và nghệ danh Mỹ An. Thì cô cũng được ni sư với hương chùa Hương Sen, mình có gửi qua đó, thì ni sư với hương dùng chư ni để tụng kinh cầu siêu cho vị cô mới có mắt đâu, mắt có mới có mấy ngày nay thôi Quang Kiều. Cô hưởng thọ 81 tuổi. Dạ vâng, thì cái đó là anh. Đến một người đó là Ma Si Trần Thị Thu Thủy, pháp danh Diệu Hữu, hưởng thọ 70 tuổi, cũng trong ban học sướng Hải Triệu Âm là ca đoàn Áo Tím của bên chùa Bát Nhã, thì mình cổ cũng mới mất cũng mấy hôm nay thôi. Thì mình cũng xin cầu nguyện cho Trần Thị Thu Thủy, pháp danh Diệu Hữu, cũng sớm được về cõi Phật A Di Đà. Dạ vâng. Thì thêm một người nữa là Nguyễn Thanh Tùng, là người hàng xóm mà nãy mình cũng đi cái dự đám tang đó. Thì đã đi thiêu ảnh rồi. Thì một chút cái bài mà Lang Thang Bao Kiếp Sống mình quý khán giả sẽ nghe Quang Kiều giới thiệu. Thì cái đây là cuộc sống rất là vô thường, thì nó chỉ là ngắn gọn thôi, cuộc đời này nó chỉ là hư vô, nó không còn gì hết. Dạ. Thôi để Quang Kiều giới thiệu. Dạ, giống như giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng vừa nói thì cuộc sống nó ngắn ngủi quá. Dạ. Thì cái kiếp sống là Lang Thang Bao Kiếp Sống, nhạc của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và thơ của ni thư nữ Giới Hương và giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Thì trong cái theo cái kinh Pháp Cú số 135 thì cũng được cái nhóm nhạc là The Sunrise Band sẽ được thể hiện qua cái phần trình diễn rất là đặc biệt. Chúng ta mọi người thấy cái cuộc sống nó tạm bợ, ngắn ngủi và nó nhiều cái điều phong trần quá. Xin kính mời quý vị hãy hòa mình vào nhạc phẩm nhé. Lại cho mình nói là cầu nguyện cho ba vị mình đọc tên là cô Thị Liễu, Mỹ An, Nguyễn Thanh Tùng, pháp danh là Phước Lâm, và Trần Thị Thu Thủy, pháp danh là Diệu Hữu, sớm được về cõi Phật A Di Đà. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng gặp vòng vô minh phiền não, khổ thanh phải tái sai. Này tham dục sân hận, nay ta đã thấy người, người không hại ta nữa, tâm ta đặng tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Trôi lăn trong tối tăm vô mình, tìm ngọn đèn minh trí, ngôi nhà này tan vỡ, dùng ai hãy đi đi, luân
bao kiếp sống ta tìm đã gặp rồi, diệt vô minh phiền não vui thay hết tai sai. Giờ an lạc thân tâm đường lạc bạn ta về, Di Đà bất thối chuyển niết bàn nay đã đạt, ta về nơi cực lạc đời ta mãi thánh thời. Ta nữa tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Cười gì hơn hoan gì, cười gì hoan gì khi đời mãi trôi lăn trong tối tăm vô ngày, tìm ngọn đèn minh trí ngôi nhà nay tan vỡ. Dùng ai hãy đi đi luân hồi xin ngừng chuyện cực lạc. Bao kiếp sống ta tìm đã gặp rồi, diệt vô minh phiền não vui thay hết tai sai. Giờ an lạc thân tâm đường lạc bạn ta về, Di Đà bất thối chuyển niết bàn nay đã đạt, ta về nơi cực lạc đời ta mãi thánh thời. Ta về nơi cực lạc đời ta mãi thánh thời. Ta về nơi cực lạc đời ta mãi. Thank you.
xin cảm ơn quý vị rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình AVA Channel 57.7 và vẫn ủng hộ cho anh em chúng tôi trong suốt thời gian qua. Thì xin cảm ơn quý vị. Vừa rồi thì có một số anh em cũng là gửi một chút tình tài để cho cái chương trình âm nhạc Phật giáo vẫn tiếp tục, và giáo sư có thể là chia sẻ một tí xíu, bởi vì biết là giáo sư cũng có cái chương trình là dạy nhạc, rồi cũng có rất là nhiều người cũng muốn tham gia và có nhiều người cũng muốn là donation cho chương trình, thì anh có thể cho xin cái số điện thoại. Cái đó mình có thể cho cái số điện thoại, nhưng mà vì cái thời gian mình không có nhiều đó thì mình cho số điện thoại là 7146575267, và mình sẽ đi sâu vào cái chương trình, cái thông báo của bên mấy hội về kêu là các em ở trong giống như luân trường là đi vô cái hội mà nó kêu là về các em trong gia đình Phật tử Việt Nam, dạ vâng, thì chúc mình đọc cái đó thì nó cũng phải dài đó, thành ra dạ vâng. Thì hồi nãy Quang Kiều cũng có hỏi mình là cái ngày vía đó, và tại sao là ngày vía, ngày vía mình xin trả lời là qua cái phần hai mình trả lời là ngày vía là ngày sinh, là ngày kỷ niệm, là ngày tưởng nhớ đến công hạnh của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thánh. Cho nên một vị Phật Bồ Tát sẽ có nhiều ngày vía khác nhau trong năm, như ngày vía của mẹ Hiền Quang Thế Âm Bồ Tát có 3 ngày tính theo là âm lịch là 19 tháng 2, 19 tháng 2 là ngày Giáng sinh, 19 tháng 6 là thành đạo, và 19 tháng 9 là xuất gia. Thôi giờ trở lại với Quang Kiều. Dạ, kính thưa quý vị, thì Quang Kiều cũng rất là có rất là nhiều thông tin về Phật Pháp cũng như là những cái sinh hoạt của các giáo hội. Thì hôm nay Quang Kiều cùng giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng muốn giới thiệu đến và chia sẻ đến quý vị là cái thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới và Gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại, là ban hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì cũng có gửi cái thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ. Và xin Quang Kiều cũng xin đọc lên đây để là gửi thông tin đến cho quý vị nha. Đây là cái thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ. Kính thưa quý cư sĩ, quý thiện hữu trí thức, quý đồng hương Phật tử, kính thưa quý ban bảo trợ, quý phụ huynh đoàn sinh, gia đình Phật tử, và kính thưa quý huynh trưởng các cấp, với mục đích là để đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người tự lợi và lợi tha, và hầu góp phần xây dựng xã hội, thì tổ chức Gia đình Phật tử không ngừng nghỉ phát triển trên đất nước Hoa Kỳ nhằm gây quỹ hỗ trợ cho sinh hoạt ban hướng dẫn, cũng như là hỗ trợ cho họp trại bà, coi như là họp trại toàn quốc năm 2023. Thì buổi tiệc chay gây quỹ này sẽ được coi như là có văn nghệ và những cái sinh hoạt rất nữa rất là hay, thì sẽ được tổ chức ở Yaba Puna High School, là ở số là 1855 Lucetia Avenue, San Jose, California 95122. Thì từ lúc 4 giờ cho tới 9 giờ chiều vào ngày Chủ nhật, thì ngày 20 tháng 8 năm 2023, và anh xin anh ban hướng dẫn cho Hoa Kỳ, chúng tôi trân trọng kính mời quý liệt vị hoan hỷ đến tham dự để góp phần hỗ trợ cho tổ chức Gia đình Phật tử ngày thêm vững mạnh. Nguyện cầu hồng ân tam bảo và hộ cho quý liệt vị sức khỏe dồi dào, bồ đề tâm kiên cố và mãi mãi là điểm tựa cho tổ chức Gia đình Phật tử trên bước đường thực hành hạnh nguyện, trên cầu học đạo dưới dìu dắt đàn em. Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị liệt vị Phật lịch 2567 Cali Phật Nha ngày 1 tháng 7 năm 2023. Trưởng ban là Quan Ngộ Đào Di Hữu đã ký, thì cái ghi chú là quý vị gửi chi phiếu về ủng hộ xin ghi là GDPT USA Memo TCGQ, gửi về 1744 Honey Circle Roy Livermore Cali Phật Nha 94551, cell là 92541317 66. Dạ vâng, trở lại với Quang Kiều. Dạ, kính thưa quý vị, trong cái chương trình ngày hôm nay thì Quang Kiều cũng muốn nói hỏi thêm là, bởi vì mình sẽ nói về ngày Mẹ Hiền Quán Thế Âm, thì em không biết là anh có thể, tại vì là em có biết là có nhiều ngày giống như là ngày 19 tháng 2, giống như là anh nói là ngày 19 tháng 6 là ngày thành đạo và ngày xuất gia của mẹ là ngày 19 tháng 9, thì anh có thể chia sẻ thêm là
trong tại sao nó liên quan tới cái ngày 19 mà nó lại lặp lại 3 lần 4 lần như vậy thì anh có thể giải thích thêm. Dạ vâng, thì để trả lời câu hỏi Quang Kiều tại sao em biết cái số 19 á, dạ. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 thì nó như thế này. Chúng ta nên biết rằng lý do tại sao viết của mẹ Hiền Quang Thế Âm Bồ Tát là cái số 19. Để trả lời câu hỏi Quang Kiều thì cũng như để cho quý khán thính giả được biết thì là mỗi người chúng ta đều có 6 căn. Mà 6 căn đó là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và thân. Dạ. Rồi, 6 giác quan này có 6 đối tượng là 6 trần. Nó liên quan gì đó anh? Dạ, mắt thì đổi sắc, tai thì đổi với âm thanh, mũi thì mùi hương, đối với mùi hương, lưỡi thì đối với vị nếm, dạ. Thân thì đối với sự xúc chạm, ý là đổi sự phân biệt, là 6 căn viên với 6 trần, bên ngoài sinh ra 6 phân biệt gọi là 6 thức. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc phát và ý thức. Dạ. Thức là phân biệt. Hễ còn phân biệt, còn khổ thì người tu phải chuyển thức thành trí, tức là vô sư trí. Có trí thì hết khổ. Vậy nên 6 căn, 6 trần, 6 thức và trí là 19. Dạ. Đúng à, 6, 3, 18 cộng với trí, trí huệ. Con dạ. người phải có trí huệ. Đúng để rồi, mình anh. Giải quyết công việc. Dạ vâng, dạ. Phải có trí thì tức là 19. Do đó, ngày vía Phật Quang Thế Âm là 19 tháng 2, dạ. 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Như ngày hôm nay là chúng ta lên kỷ niệm 19 tháng 9 là ngày mẹ Hiền Quang Thế Âm thành đạo. Dạ vâng, trả lời cho Quang Kiều. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình. Thì chương trình của anh rất là hay và những cái lời chia sẻ của anh. Thì Quang Kiều cũng xin giới thiệu đến quý vị một cái bài hát mà nó liên quan về những cái tình cảm, những cái cảm xúc của con người. Trong cái bài hát là Tìm Chót Đỉnh Tâm Khai, nhạc của Nam Hưng, thơ và lời của sư Ni Sư Giới Hương và nhạc sĩ Nam Hưng. Giáo sư cũng sự là arrangement của giáo sư và với sự trình diễn của The Sunrise Band. Xin quý vị đừng rời màn hình nha. Gầm than giận sân si, bạn nghĩ ai dùng làng thì nổ ai ô che giấu tâm tính mình. Đi đi em đừng lạnh quanh sông xuôi, đi đi em rồi sương mai sẽ ta thương người lỡ mưa áo hoa nhuộm bụi vàng. Sinh phai tàn, đến xuân sẽ qua nhà. Kiếp chúng sanh ngắn ngủi, tìm chi mộng xa khơi. Hãy cho vơi phiền não. Qua. Đi đi anh, nghiệp trần nên lánh xa. Từng sát đã sinh diện, rời đình thuê trao rồi. Cứu độ khắp trần ai, tìm chôn đỉnh tâm khai. Mãi mà chẳng gầm than vẫn dân si mà
bạn nghĩ ai dùng làng thì nụ ai ô che giấu tâm tính mình. Đi đi em đường lạnh quanh sông ruộng, đi đi em rồi sương mai sẽ tan, thương người là mưa áo hoa nhuộm bụi vàng, phù sinh phai tàn đến xuân sẽ qua nhà. Kiếp trong xa ngắn ngủi tìm chi mộng xa khơi, hãy cho vơi phiền não áo đầu đã khoa. Đi đi anh, nghiệp trần nên lánh xa. Từng sát đã sinh diện, rơi đinh thuê trao rồi. Ưu đồ khắp trần ai, tìm chôn đinh tâm khai. Ưu đồ khắp trần ai, tìm chôn đinh. Giáo sư ơi, thì cái chương trình cũng rất là còn dài, nhưng mà mình không có cái thời gian nữa. Anh có thể là nói vài lời trong cái chương trình này, và anh có những cái bài hát kế tiếp nữa anh có thể nói đến quý vị ngày hôm nay. Dạ vâng, thì bây giờ mình sẽ tuần vào 14 tây tháng 8 và thứ hai sẽ nhờ Luân Trường lên trên máy. Ban kỹ thuật sẽ thu một cái chương trình để đón chuẩn bị đón là đại lễ Vu Lan sắp tới. Dạ vâng, đó là chương trình sắp tới thì có những bài Hòa Âm Phối Khí mới, Điệp Khúc Mừng Vu Lan, Tình Hiếu Bao La vân vân, và rất là nhiều bài. Dạ vâng, thì bây giờ mình xin kết thúc. Thì trước nhất giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Nhưng mà trước nhất thì cũng xin chân thành cảm ơn Viện Cục Nữ là CEO của đài, cũng như là Luân Trường là ban kỹ thuật, và Sơn Sơn Trần nữa. Dạ vâng, để giúp cho Nam Hưng, với lại Khê Vinh là người phát chương trình. Dạ vâng, trên TV. Rồi cũng cảm ơn Quang Kiều trong ban nhạc Sunday Band, cũng như Khi Mai đánh khơi bo và hữu hưởng. Và hôm nay thì Khi Mai có hát một vài bài, cũng như Tuyết Minh bên ca sĩ, phần ca sĩ, và giáo sư trật hữu Đăng Hưng thì đánh trống. Cảm ơn tất cả ban nhạc Sunday Band. Dạ vâng. Dạ. Kính chào quý khán thính giả. Thì chúc quý vị thân tâm thượng an lạc. Dạ, hồi nãy giờ thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cũng đã cảm ơn rất là nhiều rồi, thì Quang Kiều cũng không có muốn lặp lại nữa. Nhưng mà thật sự thì sự ủng hộ, và coi như là lúc nào quý vị cũng theo dõi chương trình của Quang Kiều và giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, đó là một cái điều rất là trân quý. Và hy vọng rằng và chắc chắn rằng trong những cái chương trình tiếp nữa thì Quang Kiều cùng giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng sẽ gửi đến cho quý vị những cái bài hát rất là hay, vui nhộn và đầy tính về Phật pháp, đúng không ạ anh? Chắc cũng phải nhờ ủng hộ tài chánh dùng để cho sáng tác mới rồi. Dạ chắc chắn rồi, thì cái số điện thoại của giáo sư sẽ được thể hiện ở trên màn hình, và rất là xin quý vị hãy hoan hỷ gửi một chút tình tài để chia sẻ, để coi như là mỗi người một ly cà phê cũng được, xin một tí xíu để mà có cái chương trình tiếp tục được kéo về lâu về dài. Và kính thưa quý vị, khi mà kết thúc chương trình thì Quang Kiều xin kính mời quý vị hãy thưởng thức một bài hát rất là vui nhộn. Khi mà về chùa thì chúng ta vui vẻ để tu hành và tu tập, và có những cái sinh hoạt rất là hay.
Và cũng với sự arrangement của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và lời thơ của ni sư Giới Hương, bài thơ rất là hay để được phổ nhạc và được trình diễn bởi nhóm The Sunrise Band, rất là hay và rất là phù hợp với hoàn cảnh khi mà mình đi chùa. Xin quý vị hẹn quý vị trong những lần sau và chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Làm vườn điệp tô chùa làng đẹp.
hạnh phúc.